chia tay em thấy sao về cuộc đời em? Em cô đơn ấy thích hơn đã kể ai xem. Sao chia tay anh thích trong phòng ngồi chơi game? Anh không đau không khóc lâu cũng chẳng say mềm. Chỉ là chút thắc mắc theo anh rối bời. Chỉ là chút khói bên trong mặt trời. Có lẽ em đã khóc rất nhiều. Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Sau chia tay không thấy em chụp hình đăng Face. Một ngày anh thử tìm kiếm, tên em đã không xuất hiện. Vẫn là chút thắc mắc theo anh rối bời. Vẫn là chút khói bên trong mặt trời. Yeah.